Hello chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình có mặt tại chùa Thu Dung Gạch Giá của chú anh chị. Bữa nay là tổ chức đua nghe ngô mini của chú anh chị. Mình mời cô chú anh chị vào để tham quan. Mời cô chú anh chị cùng đi tham quan chùa với mình nhé. Quá là đông của chú anh chị, cô chú anh chị từ xa đến đây để cổ vũ đôi nghe ngò mini của chú anh chị tại trước cổng chùa Thôn Dung của chú anh chị. Rất là đông khán giả đến đây để cổ vũ nha của chú anh chị. มันตอดตีปาไทยสันทานอย่างสลับปรับโปร่ง
bóng bóng đã thay để xa phương đồng quan chứng ai chứng nam còn lòng đó hơi và trận 29 của bảng D từ lập sở lưu lưu lại đây lấy nghe là để mình để tiếp nhận tôi khán giả mình lưu lại đây ngọc trung ngọc tài tân thành chui và cho hai cha đầm nắng là sông vào vào làm bay mình cho hai cha ba nữa mình tú hơi ngọc trung đi chạm bàn tay cầm lăng mình toàn tê บาดบอกบอกคลังเมตตุตุยโกนตีมหาปัตย์คลังหน้าสมอาอาซาตัวกรับตัวควันจากอาจารย์ถึงตัวมันจีกับแนวมาดองเตียนจีนาสังเกตทุกคนเกิดตักท่าผู้เกิดหยับที่สังเกตเกิดกับใส่เกิดจังตาเมื่อผู้บังเกิดเกิดนักผู้เกิดอันสาวบนใจเกิดจงผู้เกิดอันสาวบนถ่ายบาดมาดอกปีนี้ยึดยำเคยทาบังปองตรมตุกวัดยงบาดนักขางสไตล์ตั้งทางพบขังพฤติการที่บาดเคยทาอุจิเป็นเตรียมให้เสือหนึ่งเสือเสือหนึ่งเสือบอลล็อกดีลาเสือหนึ่งเสือดึงดึงไปใส่แล้วยัดดึงขังแล้วล่ะตัวจบเตื้อมไอสัตว์ทันกระสรอกจำนายกำตุกมันจะเก็บไปมึงกระทำอัดมันกำนาการประกวดตีก็มันไอเต้ยังจำนายตุกสำรับผู้ประกวดเชี่ยวบรรทออบรรทออย่าบุยเท่าไหร่อย่าบุย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 đợt 32 cũng là đợt cuối cùng của đợt 2 của tất cả bốn bây giờ là bốn bốn cái và bốn bốn khăn tập quân cho môi nâng cầm tu quan thảo tranh đâm nắng mà sống ủ bình thường mà cầm tu tăng ti ông mày mày cứ tha mà toàn bên bàn mình tu nọ thì ra mới mình tu cái tình luật mà giờ thì ông phải tha hạ được kia sốt men tập môi mà sốt men tập môi ủ bình thường hạ được kia mình tiếc mình tiếc มันได้จะหาทำไมบองปองกับมันอ่อนได้ลานสับสับมาให้ไล่สายสับไปบองอ่อนตายแต่เว้ยอย่างน้ำไม่ป่าเยื่อขยำโซมออมอาซาโต้มวยสล็อกเมนเตมวยก็ปันตายแต่โต๊ะปันเจยจำในหายเลิกนี่คือราชันตัวสักครั้งเมื่อยาตัวสักครั้งvới kết quả là vượt rất cạn của bông mơ đã giành chiến thắng
ông lưng lưng tam đã vạch thứ tám phút còn có đội đó là ô đó chạy nhẹ hàng lại á và tập 42 chúng ta có tám em tiền tập trung và qua chúng ta tập hai tập sáu và tập Em á. Kia đứng rồi, ăn nữa rồi. Cứ từ từ đều đưa, là vừa bằng tới rồi đó. Rồi anh tin tên mà. Cái này nó phe nhà chứ đâu có nó bơi cà lơi đi chạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.